Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có buổi live stream. Và ngày hôm nay thì như đã hẹn với các bạn, hôm nay mình sẽ phân tích rất sâu về Ả Rập Xê Út, nhất là trong những cái trận đấu gần đây của họ. Ngày hôm nay mình chuẩn bị nội dung thì mình thấy có rất là nhiều những cái điểm tương đồng. Và Ả Rập Xê Út họ chơi một thứ bóng đá rất là ổn định. Ổn định từ sơ đồ chiến thuật, ổn định đến cái màn trình diễn của các cầu thủ, ổn định đến những người tạo ra sự khác biệt ở trên sân. Và ngày hôm nay thực sự là chúng ta cũng sẽ phân tích về đối thủ, một trong những đối thủ rất là quan trọng. Trước trận đấu này thì huấn luyện viên ông Renan thì ông ấy có nói rất là rõ là ở bảng đấu này mà chỉ cần thua một trận thôi thì cái cơ hội nó sẽ giảm ngay. Và chúng ta biết là Ả Rập Xê Út được coi là có cái lịch thi đấu rất là thuận lợi. Thuận lợi đầu tiên là họ được đá trận đấu trên sân nhà, trận mở màn, lại gặp đội bóng bị coi là yếu nhất bảng, đấy là Việt Nam, trước khi họ phải đến Oman để làm khách. Đấy, thì cái này cũng là cái mà chúng ta chia sẻ. Ông Vina cũng nói rất là rõ là đội Việt Nam là một ẩn số. Tức là đừng có nghĩ là thứ hạng của họ ở trên bảng xếp hạng FIFA không cao mà lại đánh giá thấp. Đấy, và ông ấy cũng đã liệt kê rất là nhiều. Vừa rồi thì cái trang Arab News họ có một cái bài phỏng vấn rất là dài. Thì tóm lại là có mấy ý. Một là rất là tự tin, đội bóng của Ả Rập Xê Út rất là tự tin. Thứ hai là phải coi chừng đội Việt Nam. Riêng đội Việt Nam thì phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng và luôn luôn phải tập trung. Đó, bởi vì là theo như ông ấy phân tích là Việt Nam của chúng ta là một trong những đội bóng đá phòng ngự phản công rất là tốt. Và ông cũng đưa ra một loạt những chỉ số. Tức là ở vòng loại thứ hai, đội của chúng ta để thủng lưới có 5 bàn thôi. Tức là một trong 4 đội để thủng lưới ít nhất. Và đội thứ hai thì chính là đội Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út để thủng lưới có 4 bàn thôi. Nhưng mà cái tỷ lệ cơ hội mà chuyển thành bàn thắng ấy, thì Việt Nam lại tốt hơn. Tức là chúng ta cần ít cơ hội hơn để chuyển thành một bàn thắng so với Ả Rập Xê Út. Và điều cực kỳ quan trọng ở đây là ông nói rằng là các cầu thủ Việt Nam họ chơi phòng ngự phản công rất tốt. Càng gặp đối thủ mạnh thì Việt Nam chơi càng hay. Và họ dẫn chiếu ra một loạt, từ sân chơi vòng chung kết U23 châu Á cho đến ASEAN, đặc biệt là Asian Cup. Đó, và trong cái trận đấu mà Việt Nam của chúng ta chỉ bị loại với một bàn thua cách biệt có đúng một bàn trước Nhật Bản thôi, thì họ cũng dành cho chúng ta sự đánh giá rất là cao. Và bản thân chúng ta cũng hiểu điều đó. Tất nhiên là đội hình của chúng ta bây giờ so với trước đây thì nó đã là khác rất là nhiều rồi. Đấy, nhưng mà bản thân chúng ta thì cảm thấy rất là tin tưởng. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang Seo cũng đưa ra một quyết định quan trọng. Đó là bổ nhiệm thêm một thành viên nữa vào ban cán sự. Hay nói chính xác hơn là Quế Ngọc Hải có thêm một đội phó. Và đấy chính là Phạm Đức Huy. Chắc là các bạn xem thì các bạn cũng biết rồi. Phạm Đức Huy được bổ nhiệm làm đội phó bên cạnh hai đội phó trước đây là Lương Xuân Trường và Đỗ Duy Mạnh. Đó là những thông tin thời sự. Và ngày hôm nay thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam họ cũng công bố một loạt những cái thông tin liên quan đến chuẩn bị cho trận đấu với Australia vào ngày 7 tháng 9. Thì tất cả những cái này thì mình đã chia sẻ với các bạn trước đây hết rồi. Từ cái chuyện thẻ cho đến cái chuyện tác nghiệp như thế nào, truyền hình FPT phối hợp với VTV ra làm sao, thì tất cả mọi cái thì các bạn đều có thông tin rồi. Coi như là thông tin ngày hôm nay họ đưa ra chỉ là những cái thông tin để gọi là chính thống thôi. Chứ còn thông tin này thì chúng ta có hết rồi. Như các bạn nhìn thấy ở đằng sau đây là hai chiếc áo mẫu. Mình xin nói là đây là hai chiếc áo mẫu thôi nhé. Chứ còn mình chưa sản xuất. Khi nào mình sản xuất thì mình sẽ báo cho tất cả các bạn. Và các bạn sẽ đăng ký và mình sẽ gửi tặng. Và chắc chắn một điều là các bạn không phải làm bất cứ một điều gì. Nhiều người bảo là anh ơi có phải mua hàng không hay là gì không. Cái này là quà tặng đàng hoàng. Tất nhiên là nếu mà các bạn mà mua hàng và các bạn cũng muốn có một chiếc thì các bạn nên nói với các bạn tư vấn bán hàng. Thì mọi người sẽ có thể là sẽ dành cho các bạn món quà. Nhưng mà cái món quà này chỉ dành tặng cho các bạn thôi. Các bạn không phải làm gì cả. Không phải share link, không phải subscribe, không phải làm bất cứ điều gì. Mấy hôm vừa rồi thì có rất là nhiều bạn nói với mình là anh ơi anh có thể là thông qua cái chương trình tặng áo này thì để cho mọi người đăng ký thêm. Mình bảo không, cái này là không, hoàn toàn không. Mình muốn là quà tặng không kèm bất cứ một điều kiện gì cả. Đấy là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai là mình sẽ chờ một thời điểm nào thích hợp. Đặc biệt là khi mà chúng ta đã có thể ship được rồi, ship được quần áo đi rất nhiều nơi. Ví dụ như bây giờ thành phố Hồ Chí Minh là một số nơi là không vào được. Thì mình muốn là tất cả mọi người sẽ đều nhận được áo trong cùng một thời điểm. Thì mình sẽ lựa chọn một thời điểm nào đấy phù hợp. Mình sẽ post một cái lên hoặc là mình sẽ làm một cái video để mọi người đăng ký vào đấy. Thì các bạn sẽ đăng ký là số điện thoại này, size quần áo này, tên này và địa chỉ để mình ship. Đấy. Mình sẽ trả tặng trên toàn quốc nhé, thậm chí là kể cả các bạn ở nước ngoài. Tất nhiên là mọi người giúp mình một việc, đó là trả tiền ship hộ. Bởi vì là bọn mình cũng đã cố gắng là làm cái áo rất là đẹp để tặng đến mọi người. Cho nên là ship nó chỉ có vài chục ngàn à, 20-30 nghìn thôi, nó không đáng là bao nhiêu cả. Tất cả chúng ta cùng nhau là tặng nhau một món quà. Thì xin thưa mọi người là cái áo ở giữa đây là cái áo mình để cho size người lớn. Chính xác là cái này là size của mình. Còn cái áo này nó giống như cái áo này chính là áo trẻ em. Áo trẻ em dành cho bạn nhện nhà mình, và mình mặc vào đây mình thấy nó rất là căng, rất là đẹp. Mình nghĩ là các bạn nữ hay là những cái bạn mà mặc, tức là người mà đẹp ấy, thì có thể mặc cái áo này sẽ rất là ổn. Tại sao lại ngày hôm nay lại ra một cái như thế này thì xin được thưa với các bạn là hôm trước thì bọn mình sản xuất một cái hàng mẫu. Thì hôm đấy mình mang về mình có cho vào máy giặt thì nó cái đường in ấy, nó hơi có một chút gì đó mình thấy nó không được hoàn hảo. Cho nên là mình đã đề nghị anh em là thiết kế lại, và ngày hôm nay chúng ta đã có một cái sản phẩm như thế này. Mình chỉ muốn nói với các bạn là khi mà chiếc áo, hay là nói chính xác hơn là món quà, là tình cảm của Vlog Minh Hải cũng như là công ty Dược Đông Á gửi đến các bạn, mình muốn nó luôn luôn phải hoàn hảo. Cho nên là mình đã thử nó rồi, mình cho nó vào máy giặt, mình quay rồi. Đấy, phơi viết các thứ đàng hoàng, mọi thứ rất là ổn. Đấy, và nếu như trong trường hợp mà các bạn mà ok, các bạn nâng niu đó ấy, thì các bạn nhớ giặt tay. Bởi vì là mình sợ là khi các bạn cho vào máy giặt đấy, một số những cái màu áo khác nó có thể phai ra mà nó mất đẹp đi. Nhiều người cũng nói với mình là tại sao cái ngôi sao này nó không phải là màu vàng. Thì mình cũng có nói về câu chuyện liên quan đến cái màu đấy. Bởi vì là cờ đỏ sao vàng thì ai cũng nghĩ đến như vậy rồi. Nhưng mà mọi người bảo là như thế nó bị phá mất cái kết cấu màu, cho nên là nó không ổn lắm. Mình nghĩ là cái này là đẹp rồi, này là rất là đẹp rồi. Và mình rất mong, cái này phải nói rất là thật vì nó là quà mà. Các cụ nói rồi, quà thì nói chung là chúng ta gọi là gì? Cái tình cảm nó là lớn, chứ còn quà, những cái mà liên quan đến giá trị vật chất thì nó không phải là điều quá là quan trọng. Nhưng mà cũng xin được thưa thật với các bạn là chiếc áo này là mình đã lựa chọn ở một cái, tức là những cái người mà họ sản xuất ấy, là họ đã chọn cái vải rất là đẹp. Cái vải này là cái vải mà co giãn 4 chiều các bạn ạ, cho nên là mặc nó rất là đẹp. Thực ra các bạn nhìn thế này thì mình không biết là liệu nó có đẹp hay không, nhưng mà đây, mình để gần đến đây để cho các bạn xem. Đây, nó như thế này. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, đấy. Nhìn thế này là mặt mình nó hơi nhăn. Đấy, nhưng mà nó như này đây, rất là đẹp. Đó, các bạn thấy không? Rất chi là đẹp. Và thực sự luôn là mình nhìn thấy mình thấy rất là phấn khích. Hy vọng là trong tháng 9 này chúng ta sẽ in xong và mình sẽ cố gắng mình gửi cho mọi người. Và mình cũng đang cố gắng xin để chúng ta có được cái số lượng áo nhiều nhất để gửi tặng các bạn. Rất nhiều người đăng ký cho cả gia đình, thậm chí là có bạn còn xin cho cả đội bóng. Nói chung là cái này sẽ rất là khó. Đấy, nhưng mà đấy, cũng nói cũng khoe mọi người như thế. Thực sự bọn mình đang rất là cố gắng. Và nhân tiện đây thì Minh Hải cũng xin phép được thay mặt tất cả các khán giả của Vlog Minh Hải xin được cảm ơn công ty Dược Đông Á đã hỗ trợ cho Vlog Minh Hải để mang đến một món quà, mang đến cho khán giả của chúng ta một niềm vui nho nhỏ trong những ngày mà cả đất nước của chúng ta đang oằn mình để chống dịch. Cảm ơn rất là nhiều tất cả mọi người. Ok, bây giờ chúng ta trở lại với chương trình nhé. Chúng ta trở lại với chương trình. Rất là nhiều câu hỏi mà các bạn đặt ra cho mình, thực sự là quá khó. Ví dụ như là ai bắt chính. Thì ngày mai mình sẽ phân tích thêm Ví dụ như là buổi tập ngày hôm nay như thế nào, tất cả mọi thứ ra làm sao thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Rồi cuộc họp báo thì trưa ngày mai mình sẽ nói. Tối ngày mai thì mình sẽ nói về đội hình. Tối ngày mai chúng ta sẽ nói về Việt Nam, đội hình như thế nào. Và chương trình ngày hôm nay mình sẽ làm rất sâu về đội Ả Rập Xê Út. Ví dụ như là ngày hôm trước thì mình đã nói về ông Renan rồi, mình nói về 3 ngòi nổ quan trọng nhất của họ rồi. Nhưng mà hôm nay điều quan trọng là họ thi đấu như thế nào trong một cái chỉnh thể. Ở đây có bác Hưng Trần có nói là tôi năm nay 70 tuổi, rất muốn nghe Minh Hải nói chuyện. Cảm ơn bác Hưng Trần rất là nhiều. Cháu cảm ơn bác ạ. Đó thì nhà mình thường ăn cơm tối muộn và vừa xem vừa ăn Minh Hải bình luận, thành thói quen rồi. Vợ con mình cũng rất thích nghe mỗi lần Minh Hải bình luận. Cả nhà mình, hai vợ chồng và con trai đều rất yêu đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn anh Trịnh Minh Khang. Cảm ơn anh Trịnh Minh Khang rất là nhiều. Đọc những cái comment của mọi người như này thì em thực sự là em cảm thấy rất là hưng phấn. Hiệp Đỗ Hoàng, áo design rất trẻ trung anh Hải. Cảm ơn bạn. Thực ra đây là bên công ty Dược Đông Á đã design cho mình. Sau bao nhiêu mẫu thì cuối cùng là mình thích cái mẫu này nhất. Tuyệt vời các bạn ạ. Chắc chắn là mình sẽ cố gắng là xin phép bên công ty Dược Đông Á để in số lượng nhiều nhất có thể để mang đến cho các bạn. Ai yêu vlog Minh Hải thì mình cũng mong là chúng ta sẽ có một món quà. Và nhân tiện đây thì cũng xin được đề nghị với tất cả mọi người là chúng ta đăng ký thì chúng ta đăng ký một cách có trách nhiệm. Bởi vì là các bạn đăng ký nhiều quá thì làm cho bọn mình rất là khó xử. Cho nên là khả năng là mình sẽ... Các bạn mà đăng ký nhiều thì cũng rất là khó cho ban tổ chức, nói thật luôn. Cho nên là cũng rất là mong công ty Dược Đông Á sẽ hỗ trợ cho chương trình chúng ta có được nhiều áo để tặng cho mọi người. Vì mình không coi đó là một cái áo bình thường, mà mình coi đấy là một cái niềm vui để chúng ta chia sẻ với nhau trong những ngày rất là khó khăn như thế này. Hiếu Nguyễn, cả nhà em đang xem, ông em 78 tuổi đang ngồi xem anh livestream. Cảm ơn Hiếu Nguyễn. Cháu cũng xin được cảm ơn ông ạ. Chúc ông và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bình an. Và cũng xin được chúc cho tất cả người dân Việt Nam của chúng ta sớm vượt qua đại dịch. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rất cảm ơn mọi người. Trưa mai anh Hải mặc áo mới livestream nhé. Cả nhà em ăn cơm xem anh live. Cảm ơn Phạm Trí Tâm. Ôi ôi mọi người, hôm nay làm mình tự nhiên ngay đầu mình đọc comment của mọi người hưng phấn quá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thực sự là cũng xin các bạn thêm đúng 1 phút nữa thôi để mình chia sẻ là ngày hôm nay mình cũng hỏi một số anh em thân là xem là mọi người như thế nào, số lượng là bao nhiêu các thứ. Ôi ngày hôm nay mình nhận lúc phải đến gần 1000 rồi các bạn ạ. Thực sự là mà cũng có rất nhiều các trường đại học này, có những cái cơ quan nhà nước. Nói chung là mọi người cảm thấy rất là vui và háo hức chờ đợi món quà. Thì bản thân em cũng cảm thấy rất là vui. Thực sự cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Và nhân tiện đây thì cũng xin được đề nghị với tất cả các cổ động viên của chúng ta là chúng ta hãy cố gắng tạo ra một cái không gian thật sự là vui vẻ, thật sự là văn minh. Như thế thì chúng ta sẽ có rất là nhiều niềm vui. Chắc chắn là như vậy. Và sau dịch này thì khả năng mình sẽ thành lập đội bóng có tên là đội bóng Vlog Minh Hải. Mình cũng đã có người nhận làm chủ tịch rồi, có người nhận làm giám đốc điều hành rồi, có người nhận làm giám đốc truyền thông rồi, có người làm huấn luyện viên rồi. Đấy. Và bây giờ là lấy một số anh em. Mình thì mình rất là mong là một ngày nào đấy Hà Nội có một đội, Thành phố Hồ Chí Minh có một đội. Nói chung là chúng ta có thì rất là tuyệt vời. Và mình cũng sẽ cố gắng hỗ trợ, ví dụ như là áo thi đấu này, bóng này, hay là gì đấy, để chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng có. Và biết đâu đấy có một nhà tài trợ nào đấy lại giúp chúng ta tổ chức những cái giải vô địch nha. Đấy, thì nó thật là tuyệt vời. Nói chung là làm gì thì làm, mình cũng chỉ mong muốn một điều là chúng ta có được không gian để chia sẻ với nhau cái niềm vui. Đấy là điều tuyệt vời nhất. Ok, bây giờ chúng ta trở lại với chương trình nhé. Thì như tất cả chúng ta đều đã biết là Minh Hải hay nói về 5 trận đấu gần đây của Ả Rập Xê Út. Thì bây giờ mình xin phép là chia sẻ với các bạn về trận đấu này. Đây, Mình sẽ lấy từ trận đấu Ả Rập Xê Út gặp Kuwait. Đây là một trận giao hữu và Ả Rập Xê Út thắng với tỷ số 1-0. Trận thứ hai là trận Ả Rập Xê Út đá với Palestine, thắng với tỷ số 5-0. Trận này là thuộc vòng loại World Cup. Trận thứ ba là trận Ả Rập Xê Út thắng 3-0 với đội Yemen. Đây cũng là thuộc vòng loại World Cup. Trận thứ tư là Singapore thua Ả Rập Xê Út với tỷ số là 0-3. Và trận cuối cùng là cái trận đấu mà mình đánh giá cao nhất. Đấy là trận Ả Rập Xê Út thắng Uzbekistan với tỷ số là 3-0. Và chúng ta đã thấy là trong cả 5 trận này thì họ ghi đến tận 15 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Bây giờ mình sẽ phân tích rất là kỹ về từng trận đấu để các bạn nhìn thấy. Đây là trận đấu mà Ả Rập Xê Út gặp Uzbekistan mà họ thắng 3-0. Thì mình xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn là ở đây nó có khá là nhiều quảng cáo nên là mình xin phép là mình sẽ tắt đi. Đấy, thì ở đây chúng ta nhìn thấy đội hình của họ đây. Và ở đây chúng ta nhìn thấy nó rất là rõ. Đây. Sơ đồ chiến thuật của họ là 4-2-3-1 và độ tuổi trung bình trong đội hình xuất phát là 27 tuổi rưỡi. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là họ đá với đội hình là 4-2-3 và 1. Đấy, thì lát nữa chúng ta sẽ nhìn thấy hai anh biên này nhá. Tức là bộ tứ ở trên này của chúng ta thấy là lát nữa mình sẽ lấy từng chỉ số. Ở đây thì chúng ta thấy thủ môn thì tôi khỏi phải bàn nhá. Chúng ta không nói về thủ môn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tính về đường chạy của từng hậu vệ này. Đầu tiên là hậu vệ biên. Các bạn sẽ phải để ý đến anh Sultan Al-Ghanam này nhá. Khi mình bấm vào đây thì nó sẽ ra cái này người ta gọi là heatmap. Heatmap tức là bản đồ nhiệt. Anh ấy chạy đến đâu thì là bản đồ nhiệt nó sẽ ghi ở đó. Và cái vị trí màu đỏ này là vị trí anh ấy xuất hiện nhiều nhất. Vị trí màu vàng pha đỏ này là thứ nhì. Còn vàng nhạt nhạt này là cái tần suất anh xuất hiện nó sẽ ít hơn. Đó. Thì nó rất là dễ, chúng ta rất là dễ nhìn như vậy. Như vậy là chúng ta nhìn thấy anh Sultan Al-Ghanam này, anh ấy là hậu vệ biên phải và chúng ta thấy anh lên tận đây. Cho nên là nhiều tình huống chúng ta nhìn thấy cả ở chỗ này này. Tức là anh đã thâm nhập vào cái khu vực cấm địa. Và đây thường là những cái tình huống mà tiền vệ đã đâm vào trong rồi. Anh ấy lẻn xuống dưới và anh ấy vào đây. Đấy, các bạn thấy không ạ? Khi tiền vệ mà đi vào đây, đi vào chỗ này để bắt cái vị trí hậu vệ biên của chúng ta, thì anh Sultan, anh ấy chạy hẳn xuống đây để anh thâm nhập vào khu vực cấm địa. Hoặc là anh xuống đây để anh cắt sang, có bóng sang. Đấy, chứ là chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Vị trí này anh lên rất là nhiều, chứng tỏ là anh công rất mạnh. Chúng ta nhìn thấy là anh thường xuyên đứng ở bên sân của đối phương. Cái vị trí này là vị trí anh xuất hiện nhiều nhất, vị trí này là xuất hiện nhiều thứ nhì. Tức là gì? Khi anh lên đây thì đối thủ cũng sẽ khoét vào vị trí này, cho nên anh phải về vị trí này. Chúng ta nhìn thấy nó rất là rõ. Và ở đây anh cũng về để hỗ trợ. Tức là gì? Anh sẽ đá một nửa dọc ở bên phía cánh phải. Và ở đây thì mình nói rất là rõ là bạn ấy xuất hiện ở đây đông. Và những cái đợt chấm xuống dưới này này thường là những cái pha băng vào dứt điểm, hoặc là băng vào có những cái đường key pass, hoặc là những đường assist. Tức là những cái pha chuyền bóng quan trọng, hay là chúng ta gọi là những cái pha chuyền bóng mà tạo ra một cái hướng. Và đặc biệt ở đây là những cái đường chuyền thành bàn. Đó, thì chúng ta nhìn thấy nó sẽ rất là rõ như vậy. Thì anh Sultan Al-Ghanam là như thế này đây. Ở bên này, bên hậu vệ cánh trái là anh Yasser Ansani. Chúng ta cũng nhìn thấy tương tự như thế. Anh này thì khả năng thâm nhập vào vòng cấm địa của đối phương thì ít hơn. Nhưng mà anh này thì lại ham về để bọc lót cho đồng đội hơn. Đấy, có những cái tình huống mà anh đá như một trung vệ. Tức là toàn bộ dẻo bên này. Nhìn thế này thì chúng ta sẽ biết được ngay là trong trận đấu gặp Uzbekistan thì Ả Rập Xê Út tấn công bên phía cánh phải nhiều hơn bên phía cánh trái. Đấy, và chúng ta thấy anh này hoàn toàn không cắm xuống, tức là không đi sâu xuống. Cho nên là huấn luyện viên Renan có thể là đã yêu cầu là chỉ khai thác tấn công bên phía cánh phải. Đó. Chúng ta nhìn thấy rất là rõ đúng không ạ? Còn trung vệ thì chúng ta nhìn thấy ở đây, trung vệ lệch trái thì anh sẽ đứng ở đây, không bao giờ vượt quá nửa sân. Và anh ấy lên đến khu vực giữa sân, anh ấy phát động tấn công thì coi như là xong rồi. Còn tất nhiên là những cái pha tình huống đã phạt góc thì anh vẫn lên tham gia tấn công. Đó. Thứ hai nữa là trung vệ Tam Bắc Ti đây, anh Tam Bắc Ti đây, Hassan Al Tam Bắc Ti cũng tương tự như vậy, anh hơi sang bên ngoài một tí thôi. Ngoài ra thì không. Đấy, chúng ta nhìn thấy. Bây giờ là cái phần rất quan trọng này này. Cặp tiền vệ phòng ngự. Tiền vệ phòng ngự của họ đây, cặp tiền vệ trung tâm đây, các bạn nhìn thế này. Có lúc anh sang tận bên phía cánh trái, có lúc anh sang tận bên phía cánh phải. Và toàn bộ khu vực này, chúng ta nhìn thấy không? Có những pha mà anh về đá ngay ở cái đường biên này. Chúng ta thấy là rất kinh khủng. Cho nên là anh này anh sẽ quán xuyến toàn bộ khu vực giữa sân. Đấy, chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Đúng không ạ? Rất là rõ luôn. Abdullah nha các bạn nhé. Còn đây, anh này này, anh Ali Al-Hassan này, anh này mới kinh. Anh này mới gọi là người có thiên hướng tấn công. Bộ đôi tiền vệ trung tâm này thì anh này có thiên hướng thủ. Anh Abdullah này anh có thiên hướng thủ. Còn anh Ali Al-Hassan này thì lại có thiên hướng công. Và trong trận đấu này thì anh ấy ghi được một bàn thắng. Mặc dù anh chỉ thi đấu có 54 phút thôi, nhưng anh đã có một bàn thắng. Đây, chúng ta nhìn thấy đây. Tức là anh ấy, cái vị trí lệch phải là vị trí của anh ấy. Nhưng mà khi cần, trong những lúc mà có bóng ấy, thì anh ấy chạy hết sang bên này. Và có những lúc thâm nhập vào vòng cấm địa. Đấy, và trận đấu với Uzbekistan thì anh ghi được một bàn. Bây giờ chúng ta sẽ để ý nhá. Chúng ta sẽ để ý bộ tứ ở trên này. Đặc biệt là hai tiền vệ công, hai tiền vệ biên. Hai tiền vệ biên này thì cực kỳ kinh. Đây là anh Fahad. Anh Fahad đây. Chúng ta nhìn thấy anh Fahad anh chạy khắp sân. Đấy, lúc về thì có thể là hỗ trợ cho hậu vệ biên trong những cái tình huống phòng ngự. Còn không anh lên đây và thâm nhập vào khu vực cấm địa. Anh cũng rất hay băng vào trung lộ. Như vậy là đường chạy của anh là gì? Một là đâm vào trung lộ, hai là xuống nách. Đấy, và anh ấy về rất chăm về để bọc lót. Và anh ấy về bọc lót như này thì chứng tỏ một điều là gì ạ? Chúng ta nhìn thấy trong một cái tổng hòa cùng với hậu vệ biên. Hậu vệ biên ở đây cũng nhiều. Mà tiền vệ biên chúng ta thấy là về cũng rất nhiều. Mình nhầm. Đây tiền vệ biên đây. Anh ấy về đây cũng rất nhiều. Tức là gì? Họ có sự hoán đổi. Họ có sự hoán đổi. Khi mà hậu vệ biên mà lên rồi thì tiền vệ biên sẽ phải về lót. Đấy, chúng ta thấy là rất là chuẩn. Và đây, anh Abdul Rahman thì chúng ta nhìn thấy anh ấy chỉ đứng ở đây thôi. Thỉnh thoảng có đảo cánh và anh đâm xuống đây rất là nhiều. Trận đấu này thì anh Abdul Rahman, anh cũng đã có một bàn thắng. Đó, ở đây là rất là nhiều những cái chỉ số. Đấy, đột phá qua người này. Đấy, rồi có những cái pha sút. Đấy. Đấy, anh này là anh nguy hiểm nhất. Nhưng mà trong trận đấu này thì chúng ta thấy là anh ấy thi đấu lại không phải là người cao nhất. Nhưng anh lại là người chơi căng nhất luôn. Anh ấy về rất nhiều. Đấy, tiền đạo lùi đấy. Nhưng mà về rất là nhiều. Đứng ở giữa sân cũng rất nhiều. Anh đứng ở giữa sân để làm gì? Anh đứng ở giữa sân để các cầu thủ của chúng ta không kèm. Và khi anh di chuyển đập nhả lên thì bao giờ anh có khoảng trống. Chứ nếu mà anh mà đứng ở trên này thì hậu vệ của chúng ta sẽ áp sát ngay. Đấy, và trận đấu này thì anh Salman là anh ghi 2 bàn. Salman là đeo áo số 7 và anh này chính là đội trưởng. Đấy, các bạn thấy không? Rất kinh khủng. Và đây, anh này có một assist. Anh này thì thi đấu có 64 phút thôi. Và cũng về rất nhiều. Đá cắm nhưng mà chúng ta thấy về hai biên rất là nhiều. Chạy theo săn bóng rất là nhiều. Tức là trong đội hình này họ đá ảo rất nhiều các bạn ạ. Luân chuyển rất nhiều. Đấy, tiền đạo lùi đôi khi về giữa sân. Để thứ nhất là gì? Để tham gia phòng ngự. Và thứ hai là để phá khóa. Bởi vì nếu như mà anh ấy đứng ở phần sân của chúng ta thì trung vệ của chúng ta sẽ khóa anh ấy ngay. Chứ là khi anh ấy về thì chúng ta sẽ không có người lên. Và anh ấy sẽ được phá khóa. Phối hợp 1-2-1-2 lên thì nó sẽ dễ hơn cho anh ấy. Cho nên là chúng ta thấy là trong trận đấu 3-0 thì anh tiền đạo lùi anh ghi 2 bàn. Anh tiền vệ cánh không ghi bàn nào nhưng lại có một đường truyền thành bàn. Đấy. Anh tiền vệ trái thì anh cũng lại có một đường truyền thành bàn. Và anh tiền vệ công anh có một bàn thắng. Các bạn thấy dị không? Và đây anh tiền đạo cắm có một đường truyền thành bàn. Đấy, chúng ta nhìn thấy không ạ? Ở đây mình phải chia sẻ với nhau rất là thẳng là Uzbekistan là một đội bóng rất mạnh, không hề đơn giản một chút nào. Đấy, và cũng đã bị đội Ả Rập Xê Út ăn gỏi với tỷ số là 3-0. Nói chung là khá là dễ dàng. Đó, chúng ta thấy không ạ? Bàn thắng đầu họ ghi ở phút thứ 25. Bàn thắng thứ hai ghi ở phút thứ 33. Và ở phút thứ 52 họ ấn định chiến thắng 3-0. Một chiến thắng khá là dễ dàng. Và sau đó thì huấn luyện viên Rita đã thay một loạt các cầu thủ. Đấy, ông Renan này rất là ác. Đấy, chúng ta nhìn thấy họ chơi này nó rất là rõ. Rất là xin lỗi các bạn là bởi vì mình không có được cái băng hình cho nên là mình không thể phân tích trên thực thể các tình huống được. Đấy, chúng ta chỉ nhìn thấy như này là chúng ta đã thấy rất là khủng khiếp rồi. Và đây là trận đấu mà dễ dàng nhất đối với họ. Mình xin phép bỏ đi. Bây giờ chúng ta sang trận thứ hai là trận Singapore. Singapore thì như trưa ngày nay mình có nói với các bạn là họ giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Nhưng mà họ bỏ lỡ một quả phạt đền. Và bên cạnh đó là họ cũng có hai tình huống dứt điểm bóng chạm vào khung gỗ. Đây là đội hình của Singapore, đây là đội hình của Ả Rập Xê Út. Và chúng ta nhìn thấy đây, đội hình của họ cũng là 4-2-3-1. Đấy, và độ tuổi trung bình của họ trận này đã có sự thay đổi. Nhiều các cầu thủ lớn tuổi vào hơn. Độ tuổi trung bình trong đội hình xuất phát của họ là 28,2 tuổi. Và họ vẫn chơi theo kiểu như vậy thôi. Tất nhiên là con người thì sẽ có sự thay đổi. Đấy, anh chàng Fahad thì vẫn đá tiền vệ biên phải. Anh Salman thì vẫn là đội trưởng, vẫn đá tiền đạo lùi. Và Salem thì trận này đeo áo số 10. Đeo áo số 10 và đá ở vị trí tiền vệ công trái. Và Abdullah thì là người đá cắm. Đúng là một vị trí số 9. Ở vị trí tiền vệ trung tâm thì vẫn như vậy. Ali Al-Hassan và Abdullah Manki là hai cầu thủ đá ở trên. Ở đây thì mình vẫn rất là muốn các bạn là xem anh Yasser. Đây, anh vị trí hậu vệ bên trái vẫn như vậy. Cách chơi của họ vẫn như vậy. Anh này thuần túy là thủ. Anh này anh công mới nhiều. Đấy, các bạn thấy không? Tức là anh công đỏ lòm bên sân của đội bạn này. Chúng ta thấy là cho nên là cánh phải của họ sẽ là cánh rất là mạnh. Thì lát nữa chúng ta sẽ nói với nhau xem là đội của chúng ta sẽ đá như thế nào. Và trung vệ của họ tương tự như thế luôn. Đấy, họ cũng chỉ đá ở phần sân nhà thôi. Lên giữa sân truyền bóng là ở nhà thôi. Đây, chúng ta nhìn thấy anh này thì lại thuần túy là công. Cặp tiền vệ trung tâm nhưng mà phụ trách về công. Đấy, anh này thì lại hơi thiên một chút về thủ. Các bạn nhìn thấy ạ. Đấy. Và đương nhiên là gặp Singapore thì hai anh này chắc chắn là đẩy cao hơn. Bởi vì hàng phòng ngự họ đẩy lên giữa sân thì hai anh này đương nhiên là phải tràn sang phần sân của đối phương. Và đây chúng ta nhìn thấy trong trận đấu này cầu thủ ghi bàn lại tiếp tục là Fahad là bên phía cánh phải. Các bạn nhớ cầu thủ đeo số 19 nhé. Tiền vệ biên phải hay là chúng ta gọi là tiền đạo cánh phải cũng được. Đấy. Anh ấy cũng đã ghi được một bàn thắng. Rất kinh khủng. Tiền vệ cánh trái Salem cũng có một bàn thắng. Đôi cánh thiên thần của họ đều có bàn thắng. Fahad trận đấu này không có bàn thắng, không có kiến tạo. Đấy, và đương nhiên chúng ta thấy rất là dị. Như vậy là trong trận đấu này chúng ta thấy là đôi cánh thiên thần của họ đã chơi cực kỳ tuyệt vời. Và họ đã ghi được bàn nhờ hai tình huống của hai cầu thủ chơi ở trên hàng công. Đấy, chúng ta thấy rất là hay. Thì bàn thắng đầu tiên của Ả Rập được ghi ở phút thứ 83. Tức là Singapore chơi cũng rất là co cụm. Và họ thực sự là may mắn. Bóng trúng xà hai phát, trúng xà một phát, trúng cột một phát. Rồi cầu thủ của Ả Rập Xê Út đá hỏng quả phạt đền. Đấy, nhưng mà cuối cùng thì họ cũng đã ghi bàn. Họ ghi 3 bàn là có do công của Salem, rồi do công của Fahad. Và đương nhiên rồi, trận đấu này là trận đấu rất là dễ dàng đối với họ. Trận thứ ba là trận gặp Yemen, cũng thắng với tỷ số 3-0. Thì mình cũng xin được gửi đến các bạn cái đội hình của họ thi đấu. Đây, Chúng ta thấy là họ cũng thi đấu với đội hình 4-2-3-1, rất là ổn định. Đấy, các bạn thấy rất là hay. Đội hình của họ thì từ đầu đến cuối đều chơi với đội hình 4-2-3-1 hết. Và chúng ta lại để ý anh Sultan Al-Ghanam, anh lại lên đỏ lòm bên này, công rất mạnh luôn. Cho nên là hậu vệ biên phải của họ công rất mạnh. Và lát nữa chúng ta sẽ nói về lối chơi của chúng ta. Trong khi đấy, trong cái trận đấu này thì anh hậu vệ biên trái anh lên cũng rất dã man. Đấy, chúng ta thấy là trận này là đá nửa sân mà, cho nên là mọi thứ nó đơn giản. Hai trung vệ rất đơn giản, đá khu vực giữa sân. Và đây Abdullah Atip đây, Abdullah Atip các bạn thấy không? Đúng là ông vua khu vực giữa sân. Anh ấy thi đấu 71 phút và gần như là quán xuyến toàn bộ cái lõi, cái khu vực giữa sân. Đó, tương tự như thế để anh giải phóng. Đấy, nhìn thấy rất là rõ. Và đây Fahad, đôi cánh thiên thần. Fahad trận đấu này còn ghi 2 bàn cơ các bạn. Chơi 87 phút. Tiền vệ công bên phía cánh phải, chúng ta gọi là tiền vệ cánh phải, hoặc là chúng ta gọi là tiền đạo cánh phải cũng được. Trong trận đấu này anh ghi 2 bàn, quá khủng khiếp. Và Salem, Salem trận đấu này ghi 1 bàn. Các bạn thấy không? Đôi cánh thiên thần. Cho dù là đồng đội của mình đã đá hỏng và phạt đền, cho dù Salman đội trưởng không ghi bàn, cho dù tiền đạo cắm Salek không ghi bàn, nhưng cũng để lại một dấu ấn, đó là một đường truyền thành bàn. Như vậy là 2 trận đấu liên tiếp chúng ta nói với nhau thì Ả Rập Xê Út đều bay trên đôi cánh thiên thần. Và trận đấu này thì 2 tiền vệ biên, là một bên cánh phải một bên cánh trái, thì mỗi bên đều đã có những cái pha lập công. Đặc biệt là Fahad là tiền vệ cánh phải ghi 2 bàn và Salem tiền vệ cánh trái ghi 1 bàn, và họ giành chiến thắng với tỷ số là 3-0. Đó. Chúng ta thấy các bạn có một cái nhìn toàn cảnh rồi đúng không ạ? Các bạn có một cái nhìn toàn cảnh rồi thì bây giờ mình sẽ xin chia sẻ. Tức là mình rất là tiếc là không thể nào mà có được cái hình ảnh để chia sẻ với mọi người về cái cách di chuyển các vị trí thực sự là ảo diệu. Và họ chơi một chạm rất hay. Những cái quả đập một phát vào trung lộ, người ta nối quả truyền một chạm ngay xuống bên dưới. Tức là độ chính xác, tốc độ, tất cả mọi thứ đều rất tuyệt vời. Tất nhiên là đấy chỉ là Yemen, đấy là Singapore thôi. Còn gặp Việt Nam, một đội bóng được tổ chức tốt hơn, thì họ không dễ dàng chơi được như vậy đâu. Nhưng mà rõ ràng là cái lối chơi của họ, cái sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của họ đang rất là nhuyễn. Và bộ ba của họ đó là Fahad, đó là Salem, đó là Salman và Sarek là cầu thủ đá cắm. Thì cái bộ tứ này chơi với nhau cực kỳ nhuyễn. Mình thì mình cho là bộ đôi tiền vệ trung tâm của họ mới xứng đáng được gọi là những người hùng. Có những trận đấu họ có những đường truyền thành bàn, có những trận đấu họ có bàn thắng. Nhưng thực sự đây chính là một cái dấu gạch nối cực kỳ lợi hại. Một bộ phận mà có thể nối cái hàng phòng ngự và hàng tấn công. Khi ở phía trên, các cầu thủ ở phía trên đã bị phong tỏa, đã bị kèm chặt, thì vị trí tiền vệ là những người mà nhận bóng. Họ nhận bóng từ hàng phòng ngự và họ phát triển tình huống rất là hay. Thực sự là thể lực của họ là một điều rất là mỹ mãn. Họ chơi rất khỏe, chạy cực kỳ khỏe. Và đấy là một trong những cái mình cảm thấy rất là lo ngại. Họ tấn công được cả hai biên. Nhưng nếu mà chúng ta nói, đầu tiên là mình sẽ nói về vị trí hậu vệ biên trước. Thì hậu vệ biên phải khả năng tấn công tốt, kinh khủng. Tốt, phải nói là không khác gì một tiền vệ công. Và anh này thì được huấn luyện viên của đội Ả Rập Xê Út cho phép lên tham gia tấn công nhiều hơn. Và chúng ta nhìn thấy là anh ấy tham gia vào phần lớn những cái đường tham gia tấn công của đội Ả Rập Xê Út. Chính bởi vì lý do đó cho nên là vị trí tiền vệ cánh trái và hậu vệ cánh trái của đội tuyển Việt Nam sẽ phải tuyệt đối là cảnh giác và chơi cực kỳ tập trung. Như thế thì chúng ta mới hóa giải được. Bởi vì là 2 cầu thủ, một bên là Fahad, một bên là Salem. Fahad bên phía cánh phải là cầu thủ đeo số 19 và hậu vệ biên là Sultan Al-Ghanam là cầu thủ đeo số 2. Thì số 19 và số 2 chơi bên phía cánh phải là cực kỳ hay. Cho nên là mình nghĩ khả năng rất cao là huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ phải tính toán một cầu thủ rất mạnh để có thể hạn chế được cầu thủ này. Bởi vì là trong 15 bàn thắng vừa rồi chúng ta thấy là Fahad đã ghi đến tận 3 bàn, 4 bàn và có ít nhất 2 đường chuyền nữa. 4 cộng 2 là 6, 15, tức là đóng góp 1/3. 1/3 số lượng, tức là đặt dấu giày trong 1/3 số lượng bàn thắng của Ả rập Xê Út. Cho nên là mình nghĩ là vị trí tiền vệ biên phải của họ, Fahad đeo số 19. Đấy, và Sultan là hậu vệ biên phải đeo số 2. Đây là hai cầu thủ mình nghĩ là cực kỳ quan trọng của Ả rập Xê Út. Và chúng ta bắt buộc chúng ta phải ngăn cản được vị trí này, bởi vì nếu không thì sẽ rất là nguy hiểm. Mình nghĩ là những cầu thủ khỏe nhất, có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất sẽ là những người được huấn luyện viên Park Hang Seo lựa chọn, và chúng ta sẽ phải vá vào vị trí đó. Đây là cái mình nghĩ là sống còn. Đây chính là cái điểm mình nghĩ là cuộc chiến ở trung lộ sẽ rất là cam go, nhưng mà có thể cuộc chiến ở biên phải của đội bạn và là biên trái của đội ta sẽ là nơi tạo được ra sự đột biến. Nếu chúng ta thành công, chúng ta phong tỏa được họ, chúng ta gọi là chúng ta phế đi cái cánh phải của họ, thì chúng ta có cơ hội rất là lớn để có điểm, thậm chí là có một chiến thắng. Đấy, nhưng mà điều này là không hề dễ dàng. Cho nên là mình nghĩ những cầu thủ như là Văn Thanh hay là Trọng Hoàng hay là Hoàng Đức hay là Hồ Tấn Tài là những cầu thủ chắc chắn là sẽ có lợi thế, bởi vì là có chiều cao, có thể hình, trẻ trung. Mình nghĩ là sẽ là những người mà phải nói là sẽ rất quan trọng. Và cái vị trí nữa là vị trí trung vệ lệch trái. Trung vệ lệch trái của chúng ta trận này đá sẽ rất là mệt mỏi, sẽ rất là vất vả. Cho nên là cái vị trí mà Bùi Tiến Dũng để lại ấy, chúng ta sẽ cần có một cái miếng vá thật đẹp, thật chuẩn thì chúng ta mới có thể chiến đấu được. Đấy là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai là bên hành lang cánh trái, đó là Salem. Salem là mang áo số 10 và Yeser là mang áo số 13. Yeser mang áo số 13 thì bạn ấy đá vị trí hậu vệ biên trái. Vị trí này thì ít lên. Khi gặp đối thủ yếu hẳn thì mình mới thấy hậu vệ biên trái này lên tham gia tấn công. Còn nếu không là anh ấy lên đến quá nửa sân tạt quả bóng sau lại về. Bởi vì là huấn luyện viên của Ả rập Xê Út cho các cầu thủ tấn công nghiêng sịch sang bên phía cánh phải. Và bên phía cánh trái chỉ tấn công ở vị trí số 10 là Salem thôi. Đấy, thì cái này chúng ta nhìn thấy nó rất là rõ ở trên cái bản đồ nhiệt. Cho nên là rất dễ là vị trí mà tiếp bóng cho Salem đeo số 10 chính là vị trí đeo số 13 hậu vệ biên trái. Chuyền quả bóng lên là thôi, chứ họ rất ít khi chồng biên. Cho nên là hậu vệ biên phải của chúng ta sẽ có thể có những cái tình huống leo biên. Đấy, chúng ta bên phải thì sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Tức là nếu mà so với bên phía cánh trái thì mình nghĩ là bên phía cánh trái sẽ khó khăn với chúng ta hơn. Bởi vì là Fahad, bởi vì là anh Sultan là những người mà phải nói là tấn công rất là tốt bên phía cánh phải của họ. Còn bên phía cánh trái của họ thì cái anh Yeser này anh rất là ít lên. Cho nên là chúng ta có Duy Mạnh, chúng ta có Văn Thanh và có Trọng Hoàng ở đó thì chúng ta không cảm thấy lo lắng. Chúng ta chỉ cần bắt Salem là ok. Mình nghĩ là nếu mà Trọng Hoàng theo Salem thì khả năng là sẽ rất là hợp lý. Bởi vì là anh Salem này anh cũng là người chơi lắt nhắt lắm. Anh ấy chơi dích dắc kinh khủng. Và đây chính là cầu thủ mà mình đã từng nói với các bạn. Không phải là quá cao đâu, nhưng mà thực tế ra chơi rất là lắt léo. Trọng Hoàng theo dai, theo kiên trì, mình nghĩ là chúng ta sẽ có được những cái thành công. Họ đá một tiền đạo cắm, nhưng điều đấy không có nghĩa là hàng phòng ngự của chúng ta, hàng phòng ngự 3 trung vệ của chúng ta sẽ có được những cái sự thoải mái. Mình nghĩ là không. Bởi vì đội bạn rất là hay. Khi mà đội bạn có bóng là cả đội họ giật về. Họ giật về để họ tìm người. Họ lấy những cái gọi là số đông. Họ lên dần. Họ có tiền đạo cắm nhưng mà rất hay đá những quả bóng dài. Tức là ví dụ trung vệ đá quả bóng lên cho tiền đạo cắm giữ quả bóng lại, trả lại tuyến 2 và lúc đấy lại tuyến 2 lại lên nhịp nhàng, đặc biệt là hai biên. Hai biên của họ chạy rất nhanh và họ chiếm cái khoảng không rất là tốt, nhất là khi hàng tiền vệ của họ. Ở đây là với sự có mặt của Salman là cầu thủ đeo số 7, đội trưởng. Cầu thủ này thực sự là một tiền đạo ảo. Rất nhiều tình huống mà mình thấy là đôi khi tiền đạo cắm còn về cả khu vực giữa sân, nhưng anh ấy khi mà tiền đạo cắm của chúng ta của đội bạn đi về, tức là họ di chuyển về khu vực giữa sân thì anh Salman này anh lại lên, anh cắm lên. Và lúc đấy thì chúng ta thấy là các cầu thủ của chúng ta luôn luôn là phải theo người và không bao giờ chúng ta 1 kèm 1 được. Đấy, đây là cái mình thấy là họ luân chuyển đội hình rất là hay. Họ đá một tiền đạo cắm, nhưng tiền đạo này là tiền đạo ảo. Anh ấy có thể di chuyển loạn lên. Đấy, và nhiều những cầu thủ khác có thể chiếm lĩnh cái không gian để trở thành cái đỉnh hay là trở thành cái tiền đạo cắm. Ví dụ như là Fahad hay là Salem, Salman là những cầu thủ mà chơi phía dưới tiền đạo cắm nhưng sẵn sàng thay thế. Họ xoay giống như chúng ta đá futsal ấy, họ xoay. Khi anh này về thì anh kia lên, về, lên, về, lên. Đấy, rất là hay. Một điều nữa mà mình muốn nói ở đây là cặp tiền vệ trung tâm. Cặp tiền vệ trung tâm này thì có lẽ là dành lời khen cho họ cũng không có gì là quá. Thứ nhất là mình thấy họ rất là khỏe. Thứ hai là họ khéo. Và cặp đôi này họ bù trừ cho nhau rất là hay. Ví dụ bình thường khi đang hậu, đang phòng ngự thì hai người họ đá song song, họ chơi song song. Đúng không? Hướng bóng nào thì họ lên. Đấy. Còn nếu trong trường hợp mà họ có bóng thì họ lại xoay ngược lại. Tức là một người đá lót còn một người thì lại đâm hẳn lên. Thì lúc đấy là anh Salman là anh đao số 7 đá tiền đạo lùi, anh có thể cắm lên để đá giống như là có hai tiền đạo. Và lúc này thì tiền vệ công họ đi lên đá như là một tiền đạo lùi. Đấy, và lúc đấy thì chúng ta thấy là trong vòng cấm họ có 2 người, ở biên họ có 2 người và ở trung lộ họ có 2 người. Tổng cộng họ có 6 người. Nếu như mà Sultan là hậu vệ biên phải mới lên nữa thì họ có 7 người. Đấy, 7 người và lúc đấy thì hai trung vệ cùng với hậu vệ biên trái đá lệch sang một tí thì lúc đấy họ có 3 người đá hậu vệ ở dưới, tức là 3 người sẵn sàng để đá chống phản công. Thì chúng ta thấy cái cách chơi của họ rất là rõ ràng. Thực sự là mình xem highlight, mình xem cái cách họ luân chuyển đội hình, mình cảm thấy là thực sự đội bóng này chơi phải nói là đội bóng rất là khó nhằn. Tất nhiên là chúng ta nói và chúng ta xem là khi họ đứng trước những đội như là Yemen hay là Palestine hay là Singapore, chúng ta thì không coi nhẹ những đội bóng đó. Nhưng mà mình nghĩ là những đội bóng mà chúng ta vừa liệt kê ấy, nó cũng chưa cùng đẳng cấp với đội tuyển Việt Nam. Cho nên là gặp đội tuyển Việt Nam thì chắc chắn là Ả rập Xê út sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, không hề đơn giản một chút nào. Đấy, nhưng mà chúng ta dựa trên những cái gì chúng ta biết thì chúng ta sẽ ngăn cản được đối thủ. Và chúng ta biết họ mạnh ở đâu thì chúng ta sẽ gia cố ở đó. Để đúng theo những cái quan điểm của huấn luyện viên Park Hang Seo là chúng ta lấy hàng phòng ngự làm điểm tựa và chúng ta cố gắng làm sao để không bị thủng lưới trước. Đó. Đấy là những cái mà mình chia sẻ với các bạn về cái lối chơi, về những cái điểm nổ cũng như là những người đã ghi bàn cho đội Ả rập Xê út trong vòng mà mình lấy 3-4 trận gần đây. Bởi vì là có một số trận như gặp Palestine thì nói thật là gặp Palestine thì đội nào cũng trở thành đội hay hết. Thì đấy là cái mình chia sẻ với các bạn như vậy. Còn đội tuyển của chúng ta thì sẽ như thế nào? Mình như thế mình có tôn vinh đội bạn lên cao quá hay không? Thì mình cho là không. Chúng ta cứ đánh giá họ cao đi. Đúng không ạ? Còn về sau gặp đội Việt Nam thì chúng ta sẽ tính sau. Không có vấn đề gì cả. Đối với mình thực sự là mình rất là tin tưởng. Tất nhiên là huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ có nhiều khó khăn. Vì là chúng ta mất đi Bùi Tiến Dũng cũng là một trong những cái sự mất mát rất là lớn. Bởi vì đội bạn bên cánh phải rất là mạnh, cho nên khả năng phòng ngự cánh trái của chúng ta phải rất tốt. Chúng ta mất Đoàn Văn Hậu, chúng ta mất cả Bùi Tiến Dũng thì thực sự là đây là một điều rất đáng tiếc cho chúng ta. Và mình tin chắc là huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ cảm thấy rất tiếc nuối khi mất đi 2 cầu thủ quan trọng của mình ở vị trí trọng yếu nhất mà lại đúng đối đầu với những cầu thủ gần như hay nhất của đội bạn. Đấy. Ok, đấy là mình chia sẻ với các bạn như vậy. Còn thông tin như thế nào thì tối ngày mai mình sẽ nói về đội tuyển Việt Nam. Tối ngày mai chúng ta sẽ chia sẻ về đội tuyển Việt Nam để chúng ta có được những cái thông tin mới nhất. Mình không sợ Ả rập Xê út đâu các bạn ơi. Không có gì phải lo cả. Đấy thì xin được chia sẻ với các bạn là cái câu chuyện như vậy. Bây giờ thì mình xin phép là sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Vì cái phần trình bày này của mình nó cũng đã đến 40 mấy phút rồi. Không nghĩ là hôm nay mình lại gì nhỉ? Nói lại dài như thế đâu. Em có một cái câu cửa miệng là ok. Cho nên là nhiều khi em cứ ok cái mọi người lại kêu giật mình. Bây giờ thì có hai điều em muốn chia sẻ với mọi người. Một là cái chương trình tặng áo. Chương trình tặng áo thì em cũng nói với mọi người rồi. Chương trình tặng áo này là khi nào mà có thì em sẽ thông báo với mọi người. Lúc đấy mọi người hãng đăng ký. Chứ bây giờ mọi người đăng ký thì em nói thật là em cũng bây giờ cũng không biết trả lời thế nào. Toàn Phạm thấy trong mắt anh Hải hôm nay hạnh phúc. Mình được làm nghề là mình hạnh phúc lắm. Mình làm nghề là mình sẽ rất là hạnh phúc, nói thật. Đấy, và thứ hai là mình cũng muốn nếu có bạn nào mà thạo thì mình cũng nhờ các bạn là có thể giúp mình làm mốt để lọc cho mình những cái comment trong lúc mà mình đang nói chuyện, ai đó nói bậy hay là gì đó thì chúng ta cứ ban thẳng tay. Anh lên đài truyền hình không anh? Ngày mai mình có lên đài truyền hình. Ngày mai mình bình luận ở đây với các bạn xong thì mình sẽ lên đài truyền hình. Vì là 12 giờ mới vào sóng nữa. Thì khoảng tầm 11 giờ mình lên là vừa. Anh Hải bao giờ bán áo của anh? Mình không bán áo, mình chỉ tặng áo thôi, không bán. Đấy, chỉ tặng áo thôi, không bán. Đấy là điều chắc chắn. Và khi nào có lịch thì mình sẽ báo cho các bạn để các bạn đăng ký nhé. Anh bình luận đài nào vậy anh? Ngày mai mình bình luận trên VTV các bạn ạ. Tuyển Việt Nam thì mình xin phép để ngày mai vì chương trình ngày hôm nay cũng khá dài rồi. Và cũng xin được nói thật luôn với các bạn là để có cái chương trình tặng áo như này là chúng ta cũng có được cái sự hỗ trợ của bên phía công ty Dược Đông Á. Cho nên là mình cũng rất là mong là chúng ta hãy cùng ủng hộ cho những cái sản phẩm mà Minh Hải chia sẻ. Đặc biệt là những cái sản phẩm này nó còn rất là tốt cho các bạn nữa cơ. Đấy, và đây trang của chúng ta là dongáshop.vn. Ở đây thì có tỏi kim cương Đông Á, có Vitasip. Đây, các bạn mua 3 hộp 300g thì được tặng một hộp 200g. Và ngày xưa thì là giá là 1.350.000 cho cái combo này. Nhưng bây giờ chỉ còn 1.170.000 thôi. Tức là mùa dịch thì công ty Dược Đông Á cũng muốn giảm giá cho mọi người. Cái combo 8 hộp Vitasip thì tặng 2 hộp Vitasip và tặng thêm 2 cái bình đựng nước. Các bạn mua 2 hộp Cao Ban Long 100g thì các bạn sẽ được tặng một hộp Cao Ban Long 50g. Và tổng số tiền các bạn được giảm so với giá gốc lên đến 1.100.000. Và một hộp khẩu trang 3M thì các bạn cũng được giảm 10%. Trước đây là 600.000, bây giờ còn 540. Một hộp khẩu trang 3M này thì có 20 cái. Và mỗi một cái khẩu trang thì các bạn sẽ có thể sử dụng được 5 ngày. Và Cao Ban Long thì luôn luôn là một cái sản phẩm rất là tốt mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đấy, tác dụng của nó với sức khỏe là mạnh, gân, xương, khớp và sụn. Những ai mà bị chấn thương hoặc là bị gãy xương sử dụng cái này rất là chuẩn. Cải thiện tình trạng yếu sinh lý ở nam giới, bồi bổ cho người mới ốm dậy, phụ nữ sau khi sinh, bảo vệ hệ thần kinh, tốt cho hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, chống lão hóa và tăng cường sức khỏe tuổi mãn kinh. Ở đây các bạn nhìn thấy rất là rõ này. Người khó có con, phụ nữ kinh nguyệt không đều này, người bị suy nhược cơ thể, gầy yếu, suy dinh dưỡng, đấy, hoặc là thường xuyên bị căng thẳng, bị stress, người vận động thể thao mạnh này, luyện tập thể thao và chơi cường độ cao này, trẻ em chậm lớn, gầy yếu, thấp còi này, hay ốm vặt, sức đề kháng kém, người già suy nhược cơ thể, gầy yếu, kém ăn, thiếu máu, hoa mắt và chóng mặt. Đó thì các bạn có thể sử dụng. Và số điện thoại là mình đã chia sẻ với các bạn. Cao Ban Long Sibiri được chế biến từ 100% sừng hươu từ vùng núi Altai Sibiri, Liên bang Nga. Đây là loài hươu được đánh giá cho chất lượng sừng hươu vô cùng bổ dưỡng bởi chúng có khả năng thích ứng với các điều kiện khắc nghiệt của vùng núi Sibiri. Cao Ban Long Sibiri được nấu trong suốt 5 ngày đêm, kết hợp giữa phương pháp cổ truyền và hiện đại, đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng là những sản phẩm vô cùng chất lượng. Cao Ban Long Sibiri chứa hàm lượng protein, axit amin, canxi vô cùng tốt cho sức khỏe của người sử dụng. Cao Ban Long Sibiri rất hiệu quả cho người gầy yếu, mệt mỏi, suy nhược, sức đề kháng kém, đau nhức xương khớp. Chỉ 2 tuần để lấy lại thể lực sung mãn, khí lực dồi dào. Chỉ 2 tuần để bạn cảm nhận tác dụng của Cao Ban Long Sibiri. Hỗ trợ bồi bổ cơ thể, hỗ trợ giảm triệu chứng đau nhức xương khớp, tê nhức chân tay, hỗ trợ mạnh lên xương và tăng sức đề kháng. Hãy gọi ngay đến số hotline để đặt mua được sản phẩm Cao Ban Long Sibiri. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tỏi là bí quyết bảo vệ sức khỏe đã tồn tại hàng ngàn năm. khi hàng ngàn tấn tỏi cô đơn được thu hoạch duy nhất một lần trong năm, được sàng lọc và bảo quản ở âm 3 độ C với hơn 2.000 giờ lên men tự nhiên bằng công nghệ Nhật Bản. Hơn cả công nghệ, đó còn là tâm sức nghệ thuật lên men giúp tỏi kim cương Đông Á đạt tới sự hoàn hảo. Và chỉ 25% thành phẩm tinh túy nhất đạt tiêu chuẩn mới trở thành những viên kim cương đen quý giá cho sức khỏe. Tỏi kim cương Đông Á, món quà kim cương cho sức khỏe. Chào các bạn, đấy thì mình đã chia sẻ với các bạn rồi. Và các sản phẩm mà mình chia sẻ với các bạn thì mình để ở logo đây, domdaashop.vn, và số điện thoại là 024 7777 8877. Các bạn gọi điện đến thì hay hơn, bởi vì là các bạn sẽ được tư vấn một cách nó đầy đủ, rõ ràng hơn. Bởi vì là chat nói gì thì nói, nó cũng sẽ nhiều khi chúng ta đọc nó cũng không kỹ lắm đâu, hoặc là có những cái mà chúng ta không hiểu. Các bạn cứ gọi điện đến để các bạn được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm tốt nhất để chúng ta sử dụng nó có hiệu quả cao nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ trả lời nhau trong vòng khoảng tầm 10 phút trước khi chúng ta ngừng luồng livestream ở đây. Và cũng xin phép là được ở đây thì có một số anh em đồng nghiệp có hỏi để hỏi mình cái câu hỏi là trận đấu với Ả Rập Xê Út phía trước sẽ rất khó khăn, vậy liệu đội tuyển Việt Nam có điểm tựa hay một tín hiệu khả quan nào không? Nếu có thì xin anh phân tích. Thì ở phần đầu của chương trình chúng ta đã nói với nhau về cái cách chơi của đội Ả Rập Xê Út rồi. Ả Rập Xê Út là một đội bóng rất là mạnh, họ được đầu tư phải nói là rất lớn. Một đội bóng ở châu Á mà có máy bay riêng và dám xây những cái sân lên đến 5, 6, 70 triệu đô la Mỹ thì nó là một cái khoản rất là lớn. Họ đầu tư gần như là tất cả mọi thứ đều cực kỳ toàn diện, rất đồng bộ, ở đẳng cấp rất là cao. Và tương tự như thế là cái khát vọng của họ, cái mục tiêu của họ cũng cực kỳ lớn. Chúng ta đã phân tích rồi, họ tấn công rất là mạnh để được thể hiện bởi những con số. Ví dụ như là trong 5 trận gần nhất, họ thắng cả 5, ghi 15 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Và chúng ta đã phân tích là cái hệ thống tấn công của họ chơi cực kỳ tuyệt vời, đặc biệt là bên hành lang cánh phải với sự có mặt của Sultan, với sự có mặt của Fahad. Đấy là những cầu thủ mà chơi công rất là hay, và nó lại tấn công vào đúng cái cánh mà hiện nay được cho là hơi yếu của chúng ta. Sau khi chúng ta mất đi Đoàn Văn Hậu, chúng ta mất trung vệ lệch trái là Bùi Tiến Dũng. Nhưng mà chúng ta có rất nhiều điểm tựa, bởi vì là trong cái quá trình mà chúng ta chinh phục đỉnh cao kể từ khi huấn luyện viên Park Hang Seo sang Việt Nam, chính xác là chúng ta tính từ cuối năm 2017 cho đến bây giờ, thì từ mùa 150 Cup ở Thái Lan, chúng ta cũng thắng Thái Lan trên đất Thái Lan. Ở Thường Châu, vòng chung kết U23 châu Á, thì những đội bóng Tây Á chúng ta cũng đã giành chiến thắng, kể cả là Qatar cũng là những đội bóng rất là mạnh nhưng cũng gặp chúng ta thì cũng vẫn thua. Hay là sau đó là chúng ta thi đấu ở Asian Cup. Asian Cup thì chúng ta gặp những đội bóng lớn, chúng ta cũng không hề cảm thấy run sợ, và chúng ta cũng chỉ bị loại bởi một cái chiến thắng cách biệt với đội gần như là mạnh nhất châu Á bây giờ, đó là Nhật Bản. Thì cái việc mà chúng ta đá với đội bóng mạnh hơn chúng ta, mạnh hơn hẳn so với chúng ta, là điều không còn bỡ ngỡ gì về bóng đá Việt Nam nữa rồi. Và chắc chắn là chúng ta luôn luôn mong muốn gặp những đội bóng mạnh để chúng ta phát huy được tất cả khả năng của mình. Đấy là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai là chúng ta lọt vào vòng loại thứ ba, coi như đấy là thành công của chúng ta rồi. Chúng ta không chịu nhiều sức ép nữa. Và cũng rất là may là chúng ta mất các cầu thủ của mình ở một cái thời điểm mà chúng ta vẫn còn thời gian để chuẩn bị. Thời gian vừa rồi huấn luyện viên Park Hang Seo cũng đã phân tích đối thủ một cách rất là kỹ lưỡng. Ví dụ như là trước khi toàn đội của chúng ta mổ băng để phân tích về đối thủ, thì huấn luyện viên Park Hang Seo ít nhất 2 lần đã yêu cầu các học trò của mình là phải tự phân tích Ả Rập Xê Út để nhìn ra cái cách chơi của đội bạn, để rút ra cái chiến thuật dành cho cá nhân mình, cũng như là chúng ta làm chiến thuật nhóm. Đấy là yếu tố thứ hai. Và yếu tố thứ ba, điều đặc biệt quan trọng là sau vài ngày chúng ta ở Ả Rập Xê Út, chúng ta không còn cảm thấy bị lệch múi giờ nữa. Chúng ta cũng không cảm thấy bị tác động mạnh bởi yếu tố thời tiết, và cái khả năng chiến đấu của chúng ta đã trở lại. nó như là cái thời điểm mà chúng ta thi đấu ở vòng loại thứ hai. Tất cả những cái điểm tựa đấy nó sẽ mang lại cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta một cái sức mạnh, một cái niềm tin. Cái mà mình mong muốn ở đây là tất cả anh em sẽ thi đấu tập trung, và chúc cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta là không có ai bị chấn thương trong quá trình chúng ta thi đấu, và chúng ta bảo toàn được lực lượng. Tức là chúng ta sẽ có cơ hội rất là lớn để có được một cái kết quả tốt như là mục tiêu đề ra, đó là có điểm. Ok, bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi nữa của các bạn. Trọng tài bắt trận này là ai vậy? Ồ, hôm trước mình có nói rồi mà mình quên mất rồi. Thực ra yếu tố trọng tài cũng không phải là quá quan trọng đâu các bạn ạ. Anh Minh Hải dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp cận trận đấu ăn miếng trả miếng như trận gặp Nhật Bản tại giải châu Á năm 2019, hay là chậm và chắc đá như UAE vòng loại thứ hai. Mình nghĩ là chậm và chắc. Chúng ta sẽ chơi phòng ngự một cách chủ động. Cái này thì mình xin phép là để ngày mai, sau khi mình có thêm những cái thông tin nữa, mình sẽ chia sẻ với các bạn. Huy có hỏi là mai Phan Văn Đức có đá chính không anh? Cái này thì chịu. Cái này thì ngày mai chúng ta sẽ phải đoán thôi. Các bạn có câu hỏi nào thì các bạn cứ đặt ra cho mình nhé. Mình vẫn đang rất là sẵn sàng để trả lời câu hỏi của các bạn đây. Các bạn hỏi về đối thủ thì hay hơn, bởi vì là về đội tuyển Việt Nam thì ngày mai mình sẽ trả lời. Trương Văn Thiết liệu có cơ hội hay không? Ngày mai mình nghĩ là các vị trí chơi lệch trái khả năng cao là cũng sẽ có nhiều cái hay đấy. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ đến với cái danh sách mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa mới công bố. Danh sách 23 cầu thủ mà huấn luyện viên Park Hang Seo đăng ký cho trận đấu này. Thì mình xin phép là vì mình vừa nhận được cái thông tin xong, cho nên là mình sẽ chia sẻ với các bạn ngay. Thông tin này thì vừa mới lên cách đây khoảng 3-4 phút. Như vậy là huấn luyện viên Park Hang Seo đã không đăng ký hai cầu thủ là Lê Tiến Anh và Hồ Tấn Tài. Các bạn thấy chưa, ngày nay mình nói đúng không? Chưa, ngày nay mình nói là trước trận đấu mà huấn luyện viên Park Hang Seo cho ai phát biểu trước là khả năng cao là sẽ không đăng ký thi đấu đâu. Và thứ hai nữa là vị trí tiền đạo chúng ta đang hơi nhiều. Huấn luyện viên Park Hang Seo thì chọn Tuấn Hải thay vì Tuấn Tài. Cho nên là hai cầu thủ chúng ta sẽ không đăng ký trận đấu này là Lê Tiến Anh và tiền đạo Hồ Tấn Tài. Và các cầu thủ của chúng ta đăng ký gồm có Bùi Tấn Trường, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Văn Toàn. Các hậu vệ gồm có Hồ Tấn Tài, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Trung, Trần Đình Trọng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Thanh Bình, Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết. Các tiền vệ gồm có Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Phan Văn Đức, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Hoàng. Các tiền đạo của chúng ta gồm có Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Trinh và Phạm Tuấn Hải. Như vậy, như thế này khả năng cao là huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ không lựa chọn đội hình là 5-4-1 đâu các bạn ạ. Khả năng là 5-3-2. Mình nghĩ như này khả năng cao là chúng ta ngày mai sẽ đá là 5-3-2. Đấy, nhưng mà trưa ngày hôm nay mình cũng nói hàm ý là khả năng là Lê Tiến Anh và Hồ Tuấn Tài. Thì quả thật là đã diễn ra đúng như vậy thật. Bởi vì là chúng ta biết là vị trí của đội bạn đá ở bên cánh phải rất là mạnh, cho nên là chúng ta cần có các vị trí bên hành lang cánh trái, ít nhất là mỗi vị trí sẽ cần có hai người. Trung vệ lệch trái chúng ta cần thêm hai người nữa. Vị trí là những người như là Thanh Bình này, những người như là Đình Trọng, những người như là Thành Trung thì chắc chắn là sẽ cần thiết. Và đương nhiên rồi, Trương Văn Thiết, Nguyễn Phong Hồng Duy thì vẫn phải còn ở đó, để mỗi một khi chúng ta cần có người là chúng ta sử dụng ngay. Trong khi đó thì Tiến Anh chúng ta thấy là cũng rất là khó khăn. Và ngày hôm qua khi mà Tiến Anh trả lời phỏng vấn phát là trưa ngày hôm nay mình đoán ngay là Tiến Anh khả năng rất là cao là sẽ bị loại. Bởi vì là sau bao nhiêu năm mình theo dõi huấn luyện viên Park Hang Seo, nó gần như kiểu một cái bài ấy, là bao giờ cũng thế, cho một cầu thủ mà kiểu vô thưởng vô phạt đấy, chắc là trong đầu thầy đã nghĩ là không đăng ký rồi, cho ra để trả lời phỏng vấn. Bởi vì cuối cùng thì cũng không có vấn đề gì cả. Đấy. Còn trường hợp của Hồ Tuấn Tài thì mình nghĩ là chắc là chúng ta nhìn thì cũng ra thôi. Bởi vì là Ở trên hàng công chúng ta có Tiến Linh đá thì chắc chắn rồi. Dự bị thì chúng ta còn rất là nhiều. Còn có Hà Đức Trinh, còn có Phạm Tuấn Hải. Phạm Tuấn Hải thì thời gian vừa rồi chúng ta khen quá nhiều. Đấy, còn có Nguyễn Văn Toàn, đúng không ạ? Đấy, Phan Văn Đức hoàn toàn có thể đá tiền đạo cánh được. Chúng ta đẩy Nguyễn Quang Hải lên đá tiền đạo lùi vẫn rất ok. Chúng ta đẩy Nguyễn Hoàng Đức lên đá tiền đạo lùi vẫn rất là ok. Đấy. Bạn Hoàng Tin có nói là xem kênh Minh Hải chán nhất là comment không được trả lời vì quá nhiều. Thực sự là bởi vì em cũng muốn là khi em nói cho nó liền mạch, mọi người xem cho nó có cái cảm xúc. Chứ còn thực ra thì lúc đầu em cũng nghĩ là thôi mỗi một tuần trả lời câu hỏi mọi người một lần. Tức là mỗi một tuần em sẽ làm nguyên một chương trình để trả lời câu hỏi thôi. Nhưng mà thực sự như thế thì em thấy nó cũng chán. Nó không có trọng tâm. Cho nên là thôi em bảo là thôi cứ mỗi một chương trình mình sẽ trình bày một vấn đề nào đó khoảng 10-15 phút. Sau đó là mình trả lời phỏng vấn để 30 phút là xong. Còn tất nhiên là khi nào mà đội tuyển của chúng ta thi đấu thì nó sẽ rất là đơn giản. Là chúng ta sẽ phải tăng cường thêm cái khối lượng thông tin, bình luận thêm. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, em đấy, cho nên là hôm nay em phân tích về UAE, các anh các chị thấy đấy. Em mà có bản quyền cái hình ảnh thì em đảm bảo luôn em sẽ đầu tư rất là mạnh. Và em sẽ có sa bàn, em sẽ phân tích. Đấy, thực sự luôn là em đảm bảo luôn là xem nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Cho nên là thời gian gần đây em cũng không nói, nhưng mà em cũng đang có một cái lời hứa là đến tháng 6 năm 2022 mà được 1 triệu người đăng ký thì em sẽ được một cái gói tài trợ để ít nhất là mình sẽ có bản quyền, ít nhất là highlight những cái trận đấu của Việt Nam và highlight V-League. Tất nhiên là mình cũng phải đi đàm phán để mình mua, nhưng mà chắc chắn là em cũng sẽ được hỗ trợ để hoàn thành được cái mong mỏi đấy. Hôm nay mà em mà có hình thì nói thật luôn là chết với em luôn. Em sẽ phân tích thì chắc chắn là sẽ rất là ổn. Ngọc Vũ Châu đó là anh Minh Hải phân tích hay, chỉ tiếc là không có hình ảnh để khán giả xem cho thêm sinh động, không bị lý thuyết nhiều rất là khô. Đúng là như thế. Thực ra là lúc mà em mua rất là nhiều màn hình như thế này. Đấy, ví dụ như là thay vì mọi người nhìn thấy cái màn hình đây. Ví dụ như là các bạn nhìn thấy cái màn hình. Thì ở đây em hoàn toàn em có thể chạy file. Đúng không ạ? Em hoàn toàn em có thể chạy cái file video ở đây. Và hoàn toàn nữa là em có thể cho một cái camera quay vào để chúng ta dùng bút chúng ta chỉ. Nó sẽ rất là hay. Đấy, ví dụ như thế này. Đấy, vị trí này chạy sang đây chúng ta di sang nó rất là chuẩn. Nhưng mà thôi không có thì em buộc phải chịu thôi chứ biết làm thế nào bây giờ. Đúng không ạ? Em cũng muốn lắm đấy. Nhưng mà thực sự là không biết là thế nào. Em cũng đang rất là cố gắng đấy. Nói thật luôn với mọi người là em cố gắng lắm để có được những cái sự thay đổi, cải tiến. Chốt danh sách rồi, mình có nói về chốt danh sách rồi nha các bạn nhé. Chốt danh sách rồi. Thực ra thì nếu các bạn xem thì buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta đã biết rồi. Phước Nguyễn cứ từ từ nâng cấp dần. Ok, em cũng sẽ cố gắng, em từ từ. Nhưng mà nói thật là nó cứ sớm ngày nào thì mọi người vui ngày đấy. Em cũng cảm thấy hạnh phúc ngày đấy. Thực sự là như vậy. Mọi người có câu hỏi gì mọi người đặt ra cho em đi ạ. Tóc anh Hải giống thầy Park ghê. Bao giờ anh tặng áo nhớ để em phần em 4 cái nhé. Dương Lê, ủi dồi ôi, làm gì mà nhiều thế. Làm gì mà nhiều thế. Khôi Quang Đặng có hỏi là anh Hải cho em hỏi là sau khi Hà Đức Trinh rời SHB Đà Nẵng thì bạn ấy đi câu lạc bộ nào? Mình thì chưa biết. Mình nghe nói là hình như là câu lạc bộ Hải Phòng cũng muốn hay sao ấy. Nhưng mà không biết là cuối cùng là họ có mua không thì không biết. Cố gắng lên, em tin. Cố gắng lên em, tin em sẽ nâng cấp được chương trình. Em thì chắc chắn là em mong muốn như vậy rồi. Đấy thì em chia sẻ lại với mọi người nhá, là áo đây là cái áo mà khi nào có lịch em sẽ báo mọi người để mọi người đăng ký. Áo rất là đẹp, thực sự luôn, rất đẹp. Em rất là hưng phấn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ cho vlog Minh Hải và ủng hộ cho cả những cái sản phẩm mà Minh Hải chia sẻ nữa. Và xin được nhấn mạnh với mọi người là Cao Ban Long rất tốt cho mọi người nên tìm hiểu và sử dụng. Cái chi phí nó không cao đâu. Mỗi một người một ngày ăn thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 30 đến 40 nghìn thôi. Nó chỉ ngang một bát phở thôi. Một ngày mọi người uống một cái ống hút Vitasip này thì nó chỉ bằng 2 cốc trà đá thôi. Nhưng mà nó rất tốt cho sức khỏe. Và nó sẽ tạo ra cái cơ chế đề kháng cho chúng ta. Đấy, nó tạo ra cái kháng thể cho chúng ta để chúng ta đập chết mấy con Covid, mấy con vi khuẩn, mấy con virus. Đấy, thì chia sẻ với mọi người như vậy. Thì mọi người cố gắng tìm hiểu để lựa chọn những sản phẩm tốt nhất của mình. Và mình xin được nhắc lại, các bạn đừng có search Google ở đâu cả. Bởi vì có thể là ngày hôm vừa rồi có một bạn ở ở Đài Loan là có hơi bị là nhầm, cho nên là bị người ta suýt nữa thì bị người ta bán cho cái sản phẩm nó không đạt tiêu chuẩn. Mình đã chia sẻ các bạn rồi, cứ donashop.vn các bạn vào để các bạn xem sản phẩm. Và số điện thoại là 024 7777 8877. Các bạn gọi vào đấy thì 100% là hàng xịn và chắc chắn là sẽ có rất nhiều quà hoặc giảm giá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi trưa ngày mai.